thương thì nay khi sách chồng ngươi là bị ta bắt giữ, ngươi hãy mau bỏ giáo quy hàng, ta sẽ tha cho thi sách trở về vợ chồng đoàn tụ, giờ ngươi sẽ sống an vui. Nếu bắt ngươi không chịu quy hàng thì binh trời sẽ thảo phạt. Sống tháng hai đường, ngươi nên chọn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
You